Xin chào các anh em, rất vui được gặp lại các anh em trong video ngày hôm nay. Có vẻ tình hình dịch cúm ở thành phố Hồ Chí Minh đang dần dần được ổn định lại. Nghỉ cách ly có vài ngày thì Thế Sơn cũng tăng lên được vài ký. Thế Sơn cũng đang cố gắng tập luyện thể dục để giảm ký lại. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta cùng thảo luận về một vấn đề, đó là có nên tắt máy lạnh hay không khi mà trước khi đổ máy. Đây là một cái vấn đề mà câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng quan tâm. Và hiện nay thì có rất là nhiều tài xế cho rằng là trước khi khởi động động cơ, chúng ta nên tắt thiết bị thủy điện, tắt hệ thống điều hòa để khởi động động cơ, bởi vì nếu mà chúng ta bật trước thì động cơ nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì phải cấn thêm một cái nguồn điện cho các thiết bị khác và bình ắc quy nó sẽ tốn hơn. Thực tế thì cái vấn đề này liệu nó có chính xác hay không, thì theo quan điểm của hãng thì để điều hòa hay không thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái vấn đề mà anh chị khởi động động cơ. Bởi hầu hết các cái dòng xe đời mới hiện nay, khi mà khởi động động cơ thì ECU của xe nó sẽ tắt tất cả những thiết bị điện trong vài giây để tập trung cho việc khởi động động cơ. Đấy, cho nên anh chị sẽ thấy là khi mà chúng ta khởi động thì một vài thiết bị điện, ví dụ như radio, DVD và kể cả điều hòa luôn, nó cũng sẽ tắt đi vài giây. Và sau khi khởi động động cơ xong thì nó sẽ hoạt động, tất cả đều sẽ hoạt động hết lại. Cho nên là cái vấn đề mà chúng ta khởi động động cơ mà phải tắt điều hòa nó không hoàn toàn chính xác. Cho nên anh em cứ thoải mái sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện xem có đúng như chính xác như vậy không ha. Rồi. Bây giờ Sơn sẽ bật công tắc điện này. Đó, tất cả hệ thống đèn trên táp lô nó đã bật sáng hết. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động động cơ. Đó, quý vị thấy không ạ? Sau khi khởi động động cơ thì tất cả các hệ thống điện nó sẽ tắt đi trong vài giây để tập trung cho cái việc khởi động động cơ. Bây giờ Sơn làm lại ha. Đó. Rồi Sơn bật thiết bị điện này. Đây là tất cả những thiết bị điện nó đã sáng khi mà chưa khởi động động cơ. Và bây giờ Sơn sẽ khởi động động cơ. Quý vị thấy không ạ? Trước khi mà khởi động động cơ thì tất cả những thiết bị điện trên đèn táp lô nó đã tự tắt đi vài giây để tập trung cho cái việc khởi động động cơ. Cho nên một lần nữa Sơn khẳng định với anh chị rằng là việc tắt động cơ, tắt máy lạnh trước khi khởi động động cơ nó sẽ không ảnh hưởng gì tới động cơ. Không ảnh hưởng gì tới động cơ. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem video của Thế Sơn. Hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật,
giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.